Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi. Qua thảo luận, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật giao thông đường bộ sửa đổi. Việc tách thành hai dự án luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận. Có ý kiến nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc tách thành hai dự án luật vì cho rằng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008, đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện các vấn đề liên quan đến giao thông đường bộ, từ đó tách thành hai nội dung lớn là giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời xây dựng thành hai dự án luật là phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ vấn đề này và chỉ rõ thực tế hiện nay có lĩnh vực tách ra hai luật để hai bộ quản lý dẫn đến sự thống nhất trong quản lý hệ thống rất phức tạp. Bên cạnh đó, nếu tách luật này thì bốn lĩnh vực khác như đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa có tách ra hay không?